Có chơi hả? Này 6 phân trên cước 40 chân cào này 5,5 kg 5,6 kg á. Tầm 1,6 triệu á, 1,6 triệu ship thôi chắc 1,7 triệu quá. Rồi rồi chú. Cước con lấy rồi. Rồi cây này bung rộng à, bọng 7 mét mấy á, 7 mét rưỡi á. Rồi 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 chú, cây này 7 mét rưỡi nha. 1,6 triệu 1,7 triệu thôi, ship luôn tầm 1,7 triệu. 1,7 triệu mấy chục, 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Con cầm nó chớp đi. Rồi rồi con đứng đi. Rồi luôn túi hết là tầm 4,2 4,3 nha. Luôn túi hết luôn á. Túi 7 tấc. Cái chân cào là 7 tấc. Cái này ship luôn tầm 7 10 ngàn, 7 20 ngàn gì đó nha. 7 mét mấy á. Buông chuẩn luôn nha. Rồi, chào các bạn đến kênh Mít Ta Tài TV nha. Đây là chú Ba miền Tây. Thì cái chài này là cái chài trên cước 30 nha, chân 40 á, 7,5 kg. Cái anh này ở 5 phân không chú, 5 phân chứ lộn. À, 5 phân đâu. 5 phân. Cái lỗ là lỗ là 5 phân, 5 phân. Trên cước 30 chân 40 nha. Thì ảnh mới đầu tính đặt là 30 hết nhưng mà tư vấn là cái chân 40 nó ngon hơn. Rồi. 7,5 kg á. Rồi rồi chú. Hết tóc rồi. Cái xe. Cái này bắt cá bà Vinh cá cha ok. Thì ta 7,8 nha, bụng 7,8. Thì này là chị nặng cho nó chạy á. À bụng tới chết nha. Cái này coi 2,25 triệu, ship tầm tầm 2,3 triệu quá. 2,3 triệu mấy chục á. Nếu 8 kg thì 2,4 triệu. Còn 2,3 triệu mấy chục. Rồi rồi đo dài chút. Dài 4,3 m nha, 4,4 m, luôn túi hết 4,4 m á. Rồi. Không cắt có khúc khúc hay gì thấy không dài lắm á. Ở cái đọt á, không có cắt đọt khúc không không phải không? Không. À. Ở này 5 phân không ta? Ờ 5 phân. Ờ 5 phân, 5 phân. Ờ cái anh hạ nước mắm nè. Ờ à, nước mắm đặt. Ờ, cái hạ nước mắm bên phải rồi. Ừ. Khắp phân bọn ta. 50. Bò mong đặt bò nè. Không cái hạ nước mắm. Trên tới dưới là đậu 6 hết luôn. À, cây này ngon luôn, cây này chuẩn luôn á. Chạy cá cha là 15 kg cũng không lủng lưới này đâu. Rồi chào các bạn đến kênh Tài Mít Ta Tài tin Tài TV, Mít Ta Tài TV nha. Thì cây này là dù 3 phân độ chài cá hầm nha. 3,5 kg à. Tầm 1,40 triệu ship luôn 1,2 triệu đó. Rồi chú. 3,5 kg rồi nha. Thế heo à. Khó bằng lắm. Khó 3,5 kg hơi nhỏ. Ờ tại khó bằng. Ừ. Chài lớn tôi quen tay, chài nhỏ khó chài chết mẹ luôn. Này thử tôm là được. À. Chài lớn tôi quen, chài nhỏ khó chài thấy mẹ. Hành chấp rồi đó. Cái này là chạy cá cha. Ờ 4 mét mấy, 4 mét 3. Cá hầm thôi. Ờ cá hầm thôi. Mấy anh nào nuôi cá hầm là có chạy cá hầm, cá cha, cá mè hoa, cá chấm cỏ đó. Nói chung là dù 3 phân độ 6 là bền lắm rồi đó. Đó chắc nhất luôn rồi. Ờ. Cá bự cỡ nào cũng không sợ lụng nữa đâu. Thoải mái vừa luôn túi hết là 2,9 m nha. 2,9 3 mét gì đó.
Đây là cây dù nha, 4m3, 4m4, 4m3. Này dài hầm ok, cái này triệu đó. 1 triệu 1, 5 chục có xíu, tầm không tới 1 triệu 2, 1 triệu 1 mấy chục gì đó. Cái này chạy từ 15 năm mới có cái chạy này. Độ 6 á, chân độ 6 nha. Cây này trên 30, chân 3 phần độ 6 á. Trên 3 phần rưỡi á, độ 30. Rồi rồi chú. Này 5 kg 2 à. Này động thôi, động rồi. Ừ. Này chịu 5 kg 2, chịu rưỡi 50 nha. Ship tôi chắc cỡ 1 triệu 6 á. Này cây này động 7 mét á. Tại vì cây động thân thang nè. Cái nào? Cây em ở An Giang đó. An Giang cũng thử rồi. À dạ. Rồi cây này rung 7 mét á. Cây này tại vì đi chì chì dừa chì á. Ba nha. Ừ, chị ba. À, chị ba đó. Chị này xuống nước chậm mà điều nó rộng đó. Ừ. Cái cây muốn đo chiều dài. Đó, chiều dài cái chứ. Ừ. Rồi, chiều dài 4 mét. Luôn túi hết là 4 mét á. Rồi, ok, cho anh ngoài tỉnh. 5 kg 2 nha. Là ở trên 3 phân rưỡi nha, cước 30, còn dưới là chân dù 3 phân độ 6 á. Cây này nếu mà cá 60 kg là ok hết. Nó xuống túi nha, còn ở trên thì nói chung là nhử cho xuống túi, tại trên cước 30. Cây này ship luôn tầm 1 triệu 6, 10 ngày 6, 20 gì đó. Trời đẹp ha. Trời này trời cả 8, 9, 5 phé đây. À, rồi ok. Rồi giờ có cây này nè, cây này là 4 kg rưỡi nha, 4 rưỡi tầm 1 triệu 4, 1 triệu 350 á. Cước 40 nha, 5m rưỡi á, tầm 5m rưỡi á, buông cũng rầm tầm 5m rưỡi. Rồi rồi quên, nói chung cái này chài nhỏ nên buộc phải làm nơm lỡ nha cho nó dài. Chứ lá sen thì nó ngắn ngủn, mà lá sen cái dài chừng 2 mét mấy. Ừ. Nói chung là làm cho cái ống nó dài, dài 3 mét 9, làm cho cái ống nó dài. Chài này 1 triệu 350 á, xếp lên chắc tầm 1 triệu 4 á. Nói chung cái chài này ai chài hầm thì ngon lắm, chài hầm biết khi nào hư cái chài này, hầm nhà rồi bắt cá rồi lên đó. Chài này cước 40 nha, 6 phân. Rồi, chào các bạn đến kênh Minh Tài TV nha. Thì cái chài này 5 kg rưỡi à. Đây dài nha, dài quá dài nha. 5 mét á. Là rất lỡ quá. Nó sen không? Mình sợ lỡ quá. À. 5 mét á. Đẹp mà. Ừ. Thái mà đủ màu cho khác. Bây giờ hàng Thái thành nên đủ màu hết trơn á, giúp mình là cả Thái. Ừ. Cái này trời cá chẹm ok luôn nha, mấy anh nào trời cá chẹm là khỏi nói luôn đó. Bao hàng cá chẹm luôn. Rồi 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 chú. À. Thế lỡ xíu rồi. Ừ, lỡ đầu xíu à. Ừ. À, đâu rồi. Mới thấy cái chóp ra cũng được. Rồi, ấy ra, đó ra. À. 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 Nó giờ tầm 7m2 nha. Tầm 7m2 á. Cái gần 6 kg á. Nói chung là gần 6 kg nha. 6 kg. À chạy mấy anh nào chạy hầm cá cha rồi ok. À. Chạy, chân cào Thái nha. Xịn luôn á.
nè. Đi chị Nhì đi. À, chị Ba rộng lắm. Ừ. Mà đi chị đây đi chị Ba không được. À, nó phơi lưới. Phơi lưới lắm. Ừ. Ở trên cước 40. Ừ. Dài gần 5 mét á.